khác, nguồn tin của AP, CNN cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lên kế hoạch gặp nhau tại Nhà Trắng trong ngày 21 tháng 12 giờ địa phương. Nếu mọi chuyện diễn ra theo kế hoạch, đây sẽ là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng thống Ukraine kể từ khi nổ ra xung đột Nga-Ukraine. AP cho biết thông tin trên được tiết lộ bởi hai nguồn tin Quốc hội Mỹ và một người quen thuộc với vấn đề này. Họ đã xác nhận kế hoạch của chuyến thăm nhưng nói thêm rằng nó vẫn có thể bị hủy bỏ vào phút cuối do những lo ngại về an ninh. Trong khi đó, bản tin cập nhật lúc 5 giờ 41 phút sáng 21 tháng 12 giờ Việt Nam của CNN cho biết ông Zelensky đang trên đường tới Mỹ, theo hai nguồn tin. Chuyến thăm Washington của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến bao gồm một bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ và cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Các nhà lập pháp Mỹ chuẩn bị bỏ phiếu cho gói chi tiêu cuối năm bao gồm khoản viện trợ khẩn cấp 45 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, cũng như Mỹ đang cân nhắc gửi cho Ukraine tên lửa đất đối không Patriot. Đợt viện trợ mới nhất của Mỹ đến Ukraine sẽ là khoản viện trợ lớn nhất họ từng cung cấp, thậm chí cao hơn cả yêu cầu 37 tỷ đô la Mỹ của Tổng thống Biden. Trước đó, vào hôm 20 tháng 12, Tổng thống Zelensky đã có chuyến thăm bất ngờ tới thành phố tiền tuyến Bakhmut, nơi ông ca ngợi những đội quân siêu phàm đang tham chiến. Văn phòng Tổng thống Ukraine đã công bố đoạn video cho thấy ông Zelensky đang trao huy chương cho các binh sĩ bên trong một khu liên hợp công nghiệp siêu vẹo ở Donbass, miền đông Ukraine.